cái sự kiện liên quan đến cái sự sụp đổ của UST đó ảnh hưởng rất là lớn đối với crypto không chỉ riêng là các bạn mất tiền mà thường cũng đã chia sẻ là sẽ dẫn đến những cái đáng tiếc liên quan tới pháp lý rất nhiều những nhà lập pháp không thích thị trường này họ đã có những cái ác cảm với thị trường rồi bây giờ cộng với là cái sự kiện này dẫn đến nhiều nhà đầu tư thua lỗ và xảy ra với một mạng lưới lớn như vậy đó thì đương nhiên sẽ dẫn đến là những người đó sẽ mượn cái cớ này đi ra những lực xấu hơn và một số bạn hỏi thường là có phải là ở châu Âu đó họ muốn ra cái luật để mà cấm những đầu ổn định hay là không Thì bây giờ là cũng không có thông tin đó Các bạn thấy được là có một cái tin đồn như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó Là dựa theo một người nào đó họ thông báo là họ đã xem cái bản tài liệu liên quan đến một cái dự luật ở châu Âu muốn cấm những đầu ổn định như nhất là đầu ổn định như là Facebook vân vân thì họ muốn cấm nhưng mà thật ra đây, đây bây giờ chỉ là tin đồn mà thôi chưa thấy dự luật đó xuất hiện cho nên cho đến khi nào mà có tài liệu chính thức thì thường cũng chưa quan tâm nhiều đâu. Nhưng mà ngược lại thì có một quốc gia, ít ra thì chúng ta cũng thấy là cũng có cái sự hiểu biết thêm. Tại vì trên thị trường thực ra có rất là nhiều những đồng ổn định. Các bạn thấy được chúng ta lên trên coin market cap đó, các bạn à, bấm vào filters để các bạn lọc đó, và các bạn lọc những cái đồng ổn định trên thị trường thôi. Như là các bạn thấy thì các bạn lọc những đồng ổn định thôi, các bạn đã thấy được là trên thị trường có vô số những đồng ổn định. Hiện bây giờ các bạn thấy được chúng ta chỉ nhìn riêng đây thôi là hơn là cả trăm đồng ổn định rồi đồng nào cũng muốn giữ cái giá là một đô la để hỗ trợ những người nào mà sử dụng nhưng mà chúng ta thấy được là không phải đồng nào cũng giống đồng nào chúng ta có những đồng ổn định như là tether là có công ty đứng sau lưng nhưng mà công ty đó thì cái sự tin tưởng nó có cao lắm à, nhưng mà là đồng ổn định thứ nhất bây giờ các bạn thấy được là tổng cộng là 78,6 tỷ đô la vốn hóa cái đó là USDC đến hàng thứ nhì là 50,4 tỷ đô la vốn hóa đây là hai đồng lớn nhất và đồng USDC là đồng mà có công ty đứng sau là Circle đó thì thường có lòng tin cao hơn với là Tether đó là bản thân thường mà thôi thường này không có lưu trữ nhiều đồng ổn định đâu cái con số thường lưu trữ đó là chỉ để trong phần lớn là USDC hiện bây giờ và kế đó là Binance thì phải được đồng Tether các bạn phải tin vào công ty Tether là họ đối đúng sự thật là có cái giá trị hỗ trợ đồng USDC các bạn phải tin là công ty Circle có tiền hỗ trợ đồng ổn định của Binance các bạn phải tin là sàn Binance có tiền hỗ trợ đồng đai đó là một đồng ổn định giao thức nhưng mà không có giống như là giao thức của UST sự khác biệt lớn nhất giữa đai đó đai là cái đồng ổn định giao thức trên mạng lưới của Ethereum và đã có mặt lâu năm rồi đồng đai khác với lại UST một chỗ là đồng đai đó là cái giao thức đó vẫn có đứng sau lưng là Ethereum để mà hỗ trợ tôi nhớ là ngoại trừ Ethereum còn có đồng USDT hỗ trợ có nghĩa là để có đồng đai đó thì các bạn phải gửi một số lượng tiền vào trong cái giao thức và cái số lượng Ethereum đó đó dùng để mà làm thế chấp sau đó họ cho các bạn mượn đai để các bạn sử dụng chứ không giống như là UST UST đó là các bạn thấy được đấy đồng Luna đổi usd UST và không có tài sản thế chấp đứng sau lưng bắt buộc và đương nhiên đối với lại đai đó thì cái tài sản thế chấp nó sẽ cao hơn là cái mức đai được sinh ra đương nhiên nó sẽ có một cái phần giống như là hỗ trợ nếu như mà tình hình không ổn trên thị trường UST đó thì nó dựa theo cơ chế đốt đồng Terra và đốt đồng UST dựa theo là tình hình như thế nào và dẫn đến là cái cơ chế này hậu quả các bạn đã thấy rồi nhưng mà cho dù sau này nữa đó thường cũng không có nhiều lòng tin đối với đồng đài ngay cả các bạn thì được là cũng có số lượng Ethereum và một số tài sản khác để mà hỗ trợ nhưng mà nếu như mà thật sự chúng ta thấy một cái sự kiện lớn xảy ra đó thì cái mức hỗ trợ đó nó, là nó đến đâu thường cũng không biết được cho nên rất nhiều những công ty có đầu ổn định riêng rất nhiều những giao thức có đầu ổn định riêng không đồng nào giống đồng nào hết á cho nên nếu chúng ta nói chung là muốn cấm nó thì cũng không có tốt đầu và đương nhiên hoa kỳ à, ít ra thì trong cái cuộc phát biểu của janet yellen á thì đó chính là bộ trưởng bộ chính của hoa kỳ thì janet yellen cũng đã nói là cũng biết về cái sự kiện liên quan tới The Luna nhưng mà đối với lại bà ta đó thì cho Yellen nghĩ là cái sự ảnh hưởng nó không đến nỗi là lớn mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong thị trường tài chính nói chung tuy nhiên thưởng lớn đối với crypto nhưng mà đối với thị trường tài chính nói chung đó thì cũng không có thưởng lớn đâu cái mà bà ta quan tâm hơn đó là những đồng mà có vốn hóa cao như là đồng Tether USDT nếu như mà USDT gặp vấn đề đó thì có khả năng là nó sẽ lan qua đến thị trường tài chính nói chung tại vì vốn hóa quá lớn các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào vốn hóa của USDT đó là tới 78,6 tỷ trong khi mà cái đỉnh cao của Tether Luna USDT đó tính theo market card các bạn thấy được là cái mức cao nhất đó là chỉ khoảng chừng là 18,6 tỷ mà thôi trước khi mà cái này được rất là mạnh thì 18,6 tỷ là mức cao nhất so với lại USDT thì con số này đó rất là nhỏ trong khi mà USDT tới 83 tỷ nếu như mà tất cả xuất hiện trên thị trường còn bây giờ trên thị trường là khoảng 87,6 tỷ đô la cho nên Channel Yeo Linh thì quan tâm đến USDT nhiều hơn và những đồng có vốn hóa cao hơn ít ra thì cái sự kiện này cũng không làm cho Channel Yellen có những cái động thái bất thường nhưng mà đó, cho nên linh cũng nói rất rõ ràng là nếu như mình nói là cấm đồng ổn định thì cũng không hẳn đâu tại vì sao thì các bạn nên nhớ là những đồng ổn định như là tether usdc đó thì đứng sau lưng là có gì đứng sau lưng những đồng này đó chính là đồng đô la đồng tether cũng vậy usdc cũng vậy cho nên không lý do gì mà hoa kỳ muốn cấm như đồng ổn định và ngay cái chuyện linh nói đó là đồng ổn định tư nhân và đồng quốc gia nếu có này nữa thì cũng có thể là phát hành song song với nhau Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là Hoa Kỳ lúc nào cũng muốn cái sự lan tỏa của đồng đô la Và hiện bây giờ đó Ở trong thị crypto Đồng đô la đang được lan tỏa rất tốt với nhiệt độ ổn định Cho nên không lý do gì mà cấm nhiệt độ ổn định Mà đứng sau lưng đó đó là một đô la hỗ trợ Điều quan trọng ở đây là có một đô la hỗ trợ hay là không nghĩ là cái luật nó, nó sẽ xoay quanh cái vấn đề này là những công ty nào muốn phát hành đồng ổn định á, thì cần phải chứng minh cho bộ tài chính á, giống như là hàng quý là có cái số lượng đồng đô la để mà bảo chứng cái số lượng tiền trên thị trường và đương nhiên vẫn là đồng đô la lưu hành mà thôi chỉ trong cái dạng là tiền kỹ thuật số đó chính là cái lời chia sẻ bởi trên này do lần ít ra bây giờ sự kiện của UST đó nhiên về Hoa Kỳ thôi đó thì chưa thấy có dấu hiệu là Hoa Kỳ sẽ đưa ra bất cứ một cái động thái nào gắt gao đối với thị trường đồng ổn định và trên giao dịch cũng đã nói là đồng ổn thực sự là có giá trị đối với đồng đô la giúp lan tỏa sức mạnh của đồng đô la lên trên thị trường khi thuật số và nhiều bạn đó thì cũng chia sẻ những cái hình như là trên màn hình các bạn thấy được là nhiều bạn chia sẻ Bitconnect cái biểu tượng này đó so với lại cái biểu đồ của the Luna thì nhiều bạn nói là giống như là Bitconnect của năm 2018 khi mà sụp đổ the Luna cũng như vậy thì để thuận chia sẻ với các bạn đó đúng là cái hình nhìn thì cũng có nhiều cái điểm giống nhau nhưng mà cái sự khác biệt đó liên quan đến là cái tổng số quốc hóa như thế nào chúng ta trở về thời gian đi đó chính là cuối năm năm 2017 cái đỉnh điểm của Bitconnect đó Bitconnect là một cái dự án bây giờ ai cũng đã biết rồi là một dự án lừa đảo thì lúc đó các bạn gửi tiền vào trên Bitconnect đó họ nói họ sử dụng con bot để mà trade và mỗi ngày các bạn kiếm được là một phần trăm, có nghĩa là một năm các bạn kiếm tới là 365% lận. Và đồng Bitconnect đó lúc đó các bạn thì được là đỉnh điểm là lên tới hạng thứ thường nhớ là 20. Thì dựa theo ngày 31 tháng 12 đó thì đồng BCC đồng Bitconnect đó tổng số vốn hóa các bạn sẽ được là lên tới cái mức cao lúc đó đó là 2,5 tỷ đô la. Trong khi lúc đó BTC là 237 tỷ ở mức là 14.000 thì Bitconnect đó đứng hạng thứ 20, đứng hạng cũng rất là cao luôn, 2,5 tỷ đô la. So với lại Luna He Luna các bạn có biết là cái mức cao đó trước khi có sự sụp đổ này đó là ngày 12 tháng 5 Tính ngày đó thôi đó là tổng số vốn hóa của Luna lên tới 81 tỷ Thì so với lại uh, quy mô của Bitconnect đó, chỉ có 2,5 tỷ thì đương nhiên theo Luna cao hơn rất là nhiều Cao hơn giống như là 40 lần luôn Sự ảnh hưởng của Bitconnect đó, không có mạnh như là theo Luna Đó là cái sự khác biệt đầu tiên Thứ nhì nữa đó thì thường biết là cũng có nhiều bạn nói là Theluna là một cái trò lừa đảo vân vân kim tự tháp À, nhưng mà những bài nào mà đã từng trải qua thời điểm của Bitconnect đây cũng đã biết là Bitconnect rõ ràng hơn rất là nhiều. Còn ít ra đó, theo Luna vẫn là một cái sự tranh cãi hiện bây giờ. Các bạn thấy được là Dogecoin vẫn còn ở đó. Có phải là một cái sự lừa đảo tính toán trước hay là đây chỉ là tại vì họ gây dựng cái giao thức phạm quá nhiều lỗi lầm cho nên dẫn đến sự kiện này hay là không thì đó ít ra vẫn là một cái sự tranh cãi chứ còn bây giờ đâu ai tranh cãi Bitconnect có phải là lừa đảo hay là không và so sánh đó, Bitconnect với lại Theo Luna đó, thì cũng có nhiều sự giống nhau nhưng mà thường là thích À, một câu chuyện khác hơn, đây chính là câu chuyện liên quan tới lễ tạ ơn và con gà lôi. Thì nhà lễ Thanksgiving ở Hoa Kỳ đó lễ tạ ơn, các bạn biết là một trong những món ăn đặc biệt đó chính là gà lôi và gà lôi đó là một cái loài vật mà được nuôi khoảng chừng là một ngàn ngày. Cho nên câu chuyện là một ngàn và một ngày của con gà lôi như thế nào? Thì một con gà lôi đó họ sẽ được nuôi và con gà lôi này đã sẽ cảm thấy được là cuộc sống rất là tốt khi mà đang được nuôi. Giống như ngày đầu tiên đó, thì con gà lòi được nuôi được cho ăn, cho uống rồi sau đó con gà lòi mới phát hiện được là cuộc sống này thực sự rất là tốt, tại vì ngày nào cũng vậy thức dậy là được có người cho ăn, cho uống không cần phải à, đi tự tìm kiếm thức ăn của mình như là những loài động vật khác và thậm chí đó là cứ ăn uống ngủ rồi được chơi với con con gà, gà lôi khác ngày nào cũng như vậy càng ngày càng tuyệt vời hơn ngày nào cũng vậy ngủ thức gì ăn rồi chơi rồi ngủ thức gì ăn rồi chơi và càng ngày đây thì con gà lôi nó lại càng mập hơn càng béo hơn tiếp tục ăn và chơi tới ăn và chơi ngày nào cũng như vậy ngày nào con gà lôi ngủ đó cũng nghĩ là ngày mai lại là một ngày rất là tuyệt vời ngày nào con gà lôi ngủ cũng nghĩ là như vậy ngày này qua ngày nọ cho đến một ngày nào đó đó tại vì con gà lôi đâu có biết là nó được nuôi để mà làm thịt đâu một ngày nào đó đột ngột cuộc sống của con gà lôi đó tất cả tương lai tất cả những gì mà con gà lôi biết đó đột ngột hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vòng một ngày mà thôi đó chính là lúc mà con gà lôi bị làm thịt tất cả những gì mà nó nghĩ cuộc sống là như thế nào tương lai ra sao đó tất cả đều sụp đổ trong thời gian một ngày mà thôi thì nhiều người đó thì so sánh cái hiện tượng liên quan đến Luna và UST như là câu chuyện của con gà lôi được nuôi một ngàn và một ngày như thế nào và Câu chuyện liên quan đến UST và Luna không phải chỉ riêng về giá cả ở đâu Các bạn thấy được là giá cả đi xuống Nhưng mà thật sự là có nhiều cái dữ liệu trên mạng đã Không biết là có bao nhiêu người thật sự Nhưng mà ít ra đã cũng thấy được là cho đến ngày hôm nay đã có 8 câu chuyện liên quan đến người ta tự vẫn Vì đồng Luna và UST mất giá quá nhiều người đã phải mất mạng vì cái tình hình như thế này chứ nó không phải là chỉ riêng về giá cả các bạn bị thua lỗ nữa và chúng ta thấy được là đường dây nóng đó, phòng chống tự tử được chia sẻ khắp nơi ở trong cái subreddit của uh, the Luna. Có nghĩa là chúng ta thấy được là ngay cả trên cái subreddit của Tell Luna đó, chúng ta thấy được là cái đường dây nóng chống tự tử đó được ghim trên trang đầu luôn. Có nghĩa là cái sự tiêu cực đó quá nhiều. Có những câu chuyện mà người ta mất tiền quá nhiều dẫn đến nhiều người đó suy nghĩ không có thông và muốn kết liễu đời của mình đó, dẫn đến cái đường dây nóng chống tự tử phải được ghim trên hàng đầu của subreddit của Terra Luna các bạn thấy là bên dưới này ra là có rất nhiều những cái con số để mà gọi để mà có sự giúp đỡ những quốc gia khác nhau à, đương nhiên bạn sẽ hỏi thuận là có Việt Nam hay không thì trong danh sách này thuận lại không thấy là có số Việt Nam